Lan Hương xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên tin tức 24h TV. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Trong bản tin mới nhất về dịch Covid-19 hôm nay, xin kính mời quý vị đến với những tin tức nóng nhất sau đây. Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19 mới đã điều trị khỏi 2.115 bệnh nhân. Tin nóng, một người ở Đan Mạch tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Đặc biệt nguy hiểm, trong bán kính 2 km ở Trung Quốc, phát hiện 24 chủng virus corona mới ở rơi. Trung Quốc phát hiện 2 trường hợp nhiễm biến chủng COVID-19 nguy hiểm. AstraZeneca tuyên bố không có bằng chứng vaccine COVID-19 tăng nguy cơ đông máu. Tiết lộ sự khác nhau giữa vaccine COVID-19 của AstraZeneca và IVAC của Việt Nam. Sau đây, mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin tức Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 mới đã điều trị khỏi 2.115 bệnh nhân. Thưa quý vị, Bộ Y tế tối 15 tháng 3 thông tin ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh 2.557 trường hợp. Cụ thể như sau, ca bệnh 2 2555, nam 35 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh nhân từ Phần Lan quá cảnh Pháp, nhập cảnh sân bay Nội Bài ngày 9 tháng 3, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 13 tháng 3 dương tính với SARS-CoV-2, thì bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Các bệnh 2556, nữ 45 tuổi là công dân Việt Nam, địa chỉ tại Bình Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Bệnh nhân từ UAE nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10 tháng 3, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai. Kết quả xét nghiệm ngày 14 tháng 3 dương tính với SARS-CoV-2, hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện phổi Đồng Nai. Ca bệnh 2 2557, nữ 35 tuổi là công dân Việt Nam, địa chỉ tại xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Hà Tiên ngày 27 tháng 2, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 13 tháng 3 dương tính với SARS-CoV-2, hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại trung tâm y tế thành phố Hà Tiên. Như vậy, đến 18 giờ ngày 15 tháng 3, Việt Nam ghi nhận 2.557 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.594 ca do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ 27 tháng 1 đến nay, 901 ca. Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly 39.613. Về điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế, trong ngày có thêm 29 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy đến nay, Việt Nam điều trị khỏi 2.115 ca, 35 trường hợp tử vong. Trong số bệnh nhân đang điều trị, có 174 trường hợp âm tính từ 1 đến 3 lần với SARS-CoV-2. Tiếp theo là tin nóng, một người ở Đan Mạch tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Theo Reuters, người phụ nữ 60 tuổi ở Đan Mạch tử vong do cục máu đông sau khi tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Cơ quan dược phẩm Đan mạch đánh giá nạn nhân có triệu chứng rất bất thường như số lượng tiểu cầu trong máu thấp, cục máu đông ở mạch lớn, nhỏ và xuất huyết. Trước đó, đại diện y tế Đan mạch rất thận trọng với vaccine COVID-19 mà AstraZeneca sản xuất. Ngày 11 tháng 3, nước này tuyên bố tạm thời ngừng sử dụng vaccine COVID-19 của an AstraZeneca vì một số người có biểu hiện máu đông sau khi tiêm chủng. Những triệu chứng rất bất thường cũng được ghi nhận ở một số bệnh nhân tại Na Uy trong tuần qua. Stena Marsen, giám đốc y tế cơ quan dược phẩm Na Uy trả lời phỏng vấn của đài truyền hình RNK. Họ có triệu chứng rất bất thường gồm xuất huyết, đông máu và hạ tiểu cầu cấp. Chúng tôi rất quan tâm vấn đề này. EMA và WHO từng tuyên bố không tìm thấy mối liên quan giữa những tình trạng này với vaccine COVID-19. Đại diện AstraZeneca khẳng định không tìm thấy bằng chứng vaccine COVID-19 của họ gây đông máu. Dù vậy, hàng loạt quốc gia châu Âu và châu Á bày tỏ sự thận trọng Indonesia trở thành quốc gia mới nhất ngừng sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Bộ Y tế nước này cho biết Indonesia chờ kết quả thẩm định của Tổ chức Y tế Thế giới. Một số quốc gia tạm dừng tiêm chủng lại vaccine COVID-19 này như Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan. Riêng Thái Lan, sau 5 ngày tạm dừng do lo ngại an toàn, quốc gia này tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên của hãng AstraZeneca vào ngày 16 tháng 3. Tiếng tiếp theo thưa quý vị, đặc biệt nguy hiểm, trong bán kính 2 km ở Trung Quốc phát hiện 24 chủng virus corona mới ở rơi. Tờ South China Morning Post dẫn kết quả nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học quốc tế ngày 15 tháng 3 cho biết tìm thấy 24 chủng virus corona mới chưa từng được biết đến ở loài rơi trong bán kính 2 km ở Tây Nam Trung Quốc. Bốn trong số 24 chủng này có liên quan chủng corona gây đại dịch COVID-19. Theo kết quả nghiên cứu của nhóm khoa học do giáo sư Shi Weifeng tại Đại học Y Dược Sơn Đông dẫn đầu. Trong số 24 chủng virus corona được phát hiện, có một chủng virus mang trình tự gen được cho là gần tương đồng với trình tự gen của virus SARS-CoV-2 tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, không có chủng nào là nguồn gốc trực tiếp của virus gây đại dịch COVID-19. Theo nghiên cứu, RPIN06 là chủng virus có giải trình tự bộ gen gần trung khớp với virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19 độ tương đồng 94,5%. Tỷ lệ này thấp hơn một chút so với RATG13, một chủng virus khác xuất hiện ở loài rơi, được phát hiện ở tỉnh Vân Nam vài năm trước với tỷ lệ tương đồng là 96%. Theo giáo sư Shi và các đồng nghiệp, điều này cho thấy tổ tiên của virus SARS-CoV-2 rời khỏi chủng RPIN06 và TG13 cách đây vài chục năm, mà trải qua quá trình thay đổi khi kết hợp với một chủng virus khác. Các nhà nghiên cứu không thể nói việc đó xảy ra khi nào, xuất hiện trên vật chủ nào. Nhóm nghiên cứu cảnh báo thêm rằng, việc phát hiện ra rất nhiều chủng virus chưa từng được biết đến trong một khu vực nhỏ như vậy là điều rất bất ngờ. Tình phức tạp trong phân bố vật chủ có thể gây ra nhiều khó khăn trong việc truy tìm nguồn gốc virus SARS-CoV-2 và các virus corona gây bệnh khác, báo cáo nghiên cứu rõ thêm. Họ phát hiện cùng một loại virus có thể lây nhiễm sang các loài rơi khác nhau, bao gồm cả những loài có phân bố trải dài từ Ấn Độ, Đông Nam Á đến miền Nam Trung Quốc. Trong một vài tháng gần đây, các nhà nghiên cứu tại Campuchia, Thái Lan và Nhật Bản phát hiện ra nhiều chủng virus corona liên quan đến SARS-CoV-2 và chúng xuất hiện không chỉ ở rơi mà còn trong người các con vật khác như tê tê. Theo một nhà khoa học ở Thượng Hải, nghiên cứu sự tiến hóa của virus corona, hầu hết các loại virus mới đều xuất hiện từ các khu vực nhiệt đới nơi có khí hậu nóng và các loài động vật phong phú, cho phép các loại virus khác nhau cạnh tranh, hòa trộn với nhau tạo ra các biến thể mới. Tin tiếp theo, Trung Quốc phát hiện hai trường hợp nhiễm biến chủng COVID-19 nguy hiểm. Thưa quý vị, theo Global Times, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC tỉnh Quảng Đông cho biết, chủng được phát hiện qua phân tích trình tự gen ở các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài nhờ hệ thống giám sát dịch bệnh cấp tính. Hai người nhiễm biến chủng có nguồn gốc từ Nigeria 1525 là trường hợp nhập cảnh, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 khi đang cách ly vào ngày 21-22 tháng 2. Hiện các bệnh nhân không có triệu chứng bệnh, các ca bệnh này đều được cách ly, ít có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Theo thông báo của CDC Quảng Đông, bệnh nhân 1525 được ghi nhận lần đầu tại Nigeria tháng 12 năm 2020. Hiện biến chủng virus này lây lan sang 26 quốc gia. Đây là biến chủng SARS-CoV-2 thứ 3 CDC tỉnh Quảng Đông phát hiện, trước đó là B117 của Anh và 501 yv 2 Nam Phi. Cơ quan y tế này cũng đề nghị người dân tuân thủ vệ sinh cá nhân đầy đủ, thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách an toàn. Tin tiếp theo, AstraZeneca tuyên bố không có bằng chứng vaccine COVID-19 tăng nguy cơ đông máu. Thưa quý vị, một cuộc xem xét cẩn thận các dữ liệu an toàn sẵn có của hơn 17 triệu người đã tiêm vaccine của AstraZeneca tại Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh không phát hiện bằng chứng làm tăng nguy cơ thuyên tắc phổi, huyết khối tĩnh mạch sâu hay giảm tiểu cầu ở bất kỳ độ tuổi giới tính, lô hàng hay tại bất cứ quốc gia nào. Hãng AstraZeneca thông tin. AstraZeneca xem xét lại dữ liệu bao gồm hơn 17 triệu người tiêm vaccine của hãng này tại Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu. sau khi giới chức y tế ở một số nước ngừng tiêm vaccine của AstraZeneca do có liên quan đến vấn đề đông máu, theo hãng tin Reuters. Giới chức y tế tại Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Iceland, Hà Lan đã đình chỉ sử dụng vaccine của AstraZeneca trong tiêm chủng ngừa COVID-19 vì các vấn đề đông máu. Tuần trước, Áo ngừng sử dụng một lô hàng của AstraZeneca trong khi điều tra một trường hợp tử vong vì đông máu. Thật đáng tiếc khi nhiều nước ngừng tiêm chủng vì lý do đề phòng. Điều này có thể gây ảnh hưởng thực sự đến mục đích tiêm chủng cho đủ người để đạt miễn dịch cộng đồng, làm chậm tốc độ lây lan của virus corona, cũng như để chấm dứt đại dịch ông Peter English, một cố vấn chính phủ Anh đã về hưu nhận định. Cơ quan dược phẩm châu Âu EMA cho biết không có bằng chứng nào cho thấy sự cố đông máu có liên quan đến việc tiêm vaccine của hãng AstraZeneca. Cuối tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới ra tuyên bố tương tự. AstraZeneca cho biết đến nay, công ty này ghi nhận 15 ca mắc chứng huyết khối tĩnh mạch sâu, 22 ca thuyên tắc phổi trong các ca đã tiêm chủng. Tỷ lệ này tương tự với các vaccine phòng COVID-19 được cấp phép khác. Hãng AstraZeneca cho biết hãng và các quan chức châu Âu đang tiến hành các cuộc kiểm tra bổ sung, không tìm thấy nguyên nhân đáng lo ngại nào. AstraZeneca cho biết báo cáo dữ liệu an toàn hàng tháng của hãng sẽ được công bố trên trang web của IMA vào tuần này. EU và nhiều quốc gia khác trên thế giới đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine của AstraZeneca, trong khi Mỹ chưa làm điều tương tự. AstraZeneca cho biết đang chuẩn bị nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Mỹ. Tin tiếp theo, tiết lộ sự khác biệt giữa vaccine COVID-19 của AstraZeneca và IVAC của Việt Nam. Mới đây, ông Dương Hữu Thái, Viện trưởng Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC cho biết, vaccine COVID-19 của AstraZeneca sử dụng vector virus mất khả năng sao chép. Nó được tạo ra từ chủng virus gây cúm thông thường ở tinh tinh đã được làm suy yếu, adenovirus. Một loại vaccine của Việt Nam cũng được sản xuất bằng công nghệ vector tương tự hãng AstraZeneca, đó là Covivac. Vắc-xin này do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế nghiên cứu sản xuất. Tuy nhiên, hai sản phẩm có sự khác biệt. Giá thể sử dụng của hai loại vaccine này hoàn toàn khác nhau. Vaccine Covivac sử dụng vector virus Newcastle, NDV, gắn gen biểu hiện protein S của SARS-CoV-2. Ông Thái giải thích. Ngoài ra, vaccine Covivac được sản xuất bằng công nghệ nuôi cấy trên trứng gà có phôi, còn AstraZeneca sử dụng công nghệ nuôi cấy tế bào. Ngày 15 tháng 3, 6 tình nguyện viên đã được tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 COVID-19 tại Đại học Y Hà Nội. Một nữ tình nguyện viên 46 tuổi cho biết các thành viên trong gia đình bà đều đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine. Tuy nhiên, chồng và con gái không đủ điều kiện tham gia. Sau tiêm, sức khỏe người này ổn định. Đây là hoạt động cộng đồng mang tính nhân văn. Dù hơi lo lắng trước buổi tiêm, chồng và con gái tôi động viên rất nhiều khiến tôi an tâm hơn. Bà chia sẻ. Trong cuộc họp trước buổi tiêm thử nghiệm, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuần đánh giá, đây là dấu mốc quan trọng của tiến trình nghiên cứu sản xuất vaccine phòng COVID-19 made in Vietnam do IVAC, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế thực hiện. Theo ông Dương Hữu Thái, vaccine COVID-VAC trải qua 7 tháng nghiên cứu phát triển cùng đối tác trong ngoài nước. Cuối năm 2020, sản phẩm đã hoàn thành giai đoạn sản xuất, được kiểm nghiệm chứng minh về chất lượng, tính an toàn và hiệu lực phòng bệnh COVID-19 trước khi thử nghiệm trên người. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn chú ý đón đợi và theo dõi đến cuối bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để cùng đồng hành với tin tức 24 giờ TV. Lan Hương kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.